rất đông các thủ đứng trước cầu môn. Cú đá thứ hai liên tiếp, vào! Đó là phẩm chất ngôi sao của Quang Hải. Bóng đã ra ngoài sân. Rất có thể đây sẽ là thất bại đầu tiên của các bạn Hà Nội với huấn luyện viên Kiên Tị Sắc. V-League đang bước vào một giai đoạn rất hay và phải nói là rất khó lường. Chúng ta cũng hy vọng từ những mùa giải sau khi U23 thi đấu thì không bị gián đoạn V-League. Chỉ đội tuyển là nên được ưu tiên thôi. Việc đá ngắt nhịp ra nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Phi Sơn, Lê Phạm Thành Long, lúc này thép xe Nam Định đang có nhiều lợi thế, tuy nhiên mùa giải vẫn còn kéo rất dài với những quãng nghỉ và cũng chưa thể nói trước điều gì được. Hồ Văn Cường, Rio Vane có cơ hội dứt điểm. Rất đông các thủ đứng trước cầu môn. Cú đá thứ hai liên tiếp, vào! Đó là phẩm chất ngôi sao của Quang Hải. Hai cú ra trận liên tục và bàn thắng đã đến với công an Hà Nội. Trong một thế trận tưởng rằng đã bế tắc rồi, nhưng các ngôi sao là như vậy. Quang Hải với hai cú dứt điểm và ở nhịp thứ hai, anh đã làm tung lưới của Thanh Tùng, người đã chơi rất tốt, rất tập trung từ đầu trận. Những nỗ lực dứt điểm liên tục. Quả vô lê quá hay. Quang Hải đã rất nhiều lần ghi những bàn thắng đẹp như thế này. Cầu thủ của những khoảnh khắc rất hay. Pha ghi bàn thứ 5 của Quang Hải ở mùa giải này. Còn khoảng 3 phút nữa. Phi Sơn, Quang Hải. Thời gian vẫn còn và Kiên Tị Sắc chắc chắn là không hài lòng với một điểm, vẫn muốn hơn nữa. Trong bối cảnh mà thép xe Nam Định đã thắng ở vòng này. Văn Phương,